Chào các con. Cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học ngày hôm nay. Đây là bài tập thực hành cuối cùng trong quyển sách Easy Is Part 1. Và cô rất vui mừng là các con đã đi được một chặng khá dài với cô từ đầu cho đến bài này. Bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá tên nốt nhạc của bài Princess One như thế nào nhé. Đây là một bản nhạc mà nếu mình thực hành ở trên phím đàn sẽ rất là khó khăn với các bạn bé. Thế thì chúng ta luyện tập các con đọc nốt nhạc này để cho chúng ta thuộc nốt này, nhớ nốt này. Rồi chúng ta chơi chậm và tăng dần tốc độ lên thôi là chúng ta sẽ làm được. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con phần nốt nhạc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đồ, mi, son, son, mi, son. Si, fa, son, son, fa, son. Si, fa, son, son, fa, son. Đồ, mi, son, son, mi, son. Đồ, mi, son, đồ, mi, son. Fa, đô, phá, fa, rê, phá. Son, đô, mi, son, si, phá. Đô, mi, son, đô. Để mà chúng mình đọc được nốt nhạc phản xạ nhanh như vậy được ấy, thì các con cần phải nhìn trước. Chúng ta luôn có xu hướng là nhìn trước tiếp theo là nốt gì chúng ta nghĩ trước đi, thì mình sẽ có sự liên tiếp và đều đặn được. Đó, thì chúng ta cần phải nhuần nhuyễn các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Son ở khóa Son và Đô, Si, La, Son, Fa ở khóa Fa. Chúng ta nhuần nhuyễn các vị trí như vậy thì sang đến quyển 2, quyển 3 khó hơn thì các con sẽ học được nhé. Bây giờ thì cô Hoàng Vân sẽ hướng dẫn cho các con chơi ở trên phím đàn. Các con cùng quan sát cô nhé. Đối với bài Princess One này thì các con sẽ đặt tay phải ở vị trí đô trung tâm. Nhưng chúng ta sẽ chơi nốt mi đầu tiên nhé. Còn tay trái thì chúng ta hầu hết là chỉ chơi một phím đàn ở đầu ô nhịp thôi. Nhưng sự xen kẽ giữa tay phải với tay trái sẽ liên tiếp từ đầu cho đến cuối bài mà các con không hề có một sự ngừng nghỉ nào cho đến kết thúc bài. Thế thì các con phải lưu ý là mắt nhìn lên bản nhạc khi chơi thì chúng ta mới có thể chơi được bài này. Hoặc một cách khác là chúng ta sẽ luyện tập thành thục khoảng 4 ô nhịp một lần cho thuộc. Sau đó chúng ta lại học thuộc tiếp 4 ô nhịp sau rồi chúng ta lắp lại với nhau. Cả một bài học thuộc lòng như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng để mà chơi trôi chảy được. Bây giờ thì cô sẽ làm mẫu cho các con nghe bản nhạc này. Thì khi các con nghe thì các con hát nốt nhạc theo để các con nhớ được cao độ và tên nốt nhạc của bản nhạc này nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đô, mi, son, son, mi, son. Si, fa, son, son, fa, son, si. Chúng ta chơi với lại nhạc ở tốc độ chậm hay là nhanh thì chúng ta mới quay lại từ đầu đến cuối nhé. Như vậy, chỗ cuối cùng mới là chỗ được nghỉ, còn chúng ta phải chơi liên tiếp cả bài đấy. Bây giờ các con cùng nghe cô làm mẫu nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quay lại.
bài tốc độ khá là nhanh và khó. Bởi vì đây là bài cuối cùng thực hành trong quyển sách này mà. Nên là các con kiên trì luyện tập nhé. Tốc độ nhanh hơn này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dẫn xong cho các con bài cuối cùng mà chúng ta sẽ thực hành ở trong quyển sách này, bài Princess One. Ở bài học này thì chúng ta có sự khó khăn nhất là chúng ta sẽ phải chơi liên tục đan xen giữa hai tay. Thế còn về nốt nhạc thì các con sẽ ôn lại các nốt nhạc cũ thôi. Đối với lại tay phải thì chúng ta đã học 5 nốt rồi là Do, Re, Mi, Fa, Son. Thì chúng ta nhớ cho cô vị trí của 5 phím này nhé. Còn tay trái thì chúng ta cũng học 5 nốt là Do, Si, La, Son, Fa. Chúng ta cũng cần nhớ cho cô vị trí phím đàn đối với 5 phím này nhé. Như vậy, để tổng kết quyển sách Easy X 1 thì cô nhắc lại cho các con những điểm cần lưu ý sau. Chúng ta cần nhớ được vị trí tên nốt nhạc ở trên bản nhạc đối với khóa son và khóa pha này. Chúng ta cần nhớ được các tên chữ cái ứng với mỗi nốt là thứ hai. Và thứ ba là chúng ta cần lưu ý về phong tay khi chúng ta chơi đàn. Và điểm cuối cùng là các con cần phải luyện tập cho đều nhịp và mỗi bài chúng ta chỉ dừng lại khi nó đã thuần thục thì chúng ta mới được sang bài học khác nhé. Các con hãy thật kiên trì và luyện tập đều đặn. Chúng ta sẽ có nhiều sự tiến bộ về sau và sẽ có nền tảng chắc chắn để chúng ta học những quyển sách khó hơn. Chúc các con luyện thành thạo toàn bộ quyển sách Easy X1 này. Và cô hẹn gặp lại các con ở quyển Easy X2 nhé. Chào tạm biệt.